Cả nhà ơi, hôm nay là ngày đầu tiên tại Villa Phú Quốc, Resort Phú Quốc á. Thì đội mình kêu đồ ăn nhẹ tại khách sạn, ăn xong rồi rủ nhau đi chợ đêm Phú Quốc. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn tối với mấy chị em mình nha. Kêu đồ ăn nhẹ thôi trong hotel á cả nhà. Thì ăn uống xong rồi sẽ đi chợ đêm Phú Quốc. Bây giờ cả nhà lên xe đi chợ đêm. Để chú cậu ra cậu đóng cửa. It's nice and hot. Hello. Hello cả nhà, bây giờ mấy chị em đi chợ đêm Phú Quốc. Bạn ấy đang là chỉnh đèn cho mình để cho bạn chỉnh. Kia sao từ ra đóng cửa? À, con từ cửa rồi. Con đi. Không phải là mình ấy gì đâu chị. Em chỉ muốn để cho bạn nói gì. Anything valuable in there? Okay. We'll see there. Cái con nói nhà em có gì em nói gì em có một cái gì thân em đây em mang theo rồi. Cậu mang mua cho con nhỏ hỏi nếu con mất vậy. Ok, cậu sẽ mua thẻ bảo mới cho con. Ờ, chị bình thường. Nhà ơi, sau khi coi nhạc nước, biểu diễn nhạc nước xong rồi, bây giờ đi kiếm đồ ăn. Thì đang ở chợ đêm Phú Quốc, bây giờ đi dạo chung quanh phố, coi đèn này, xong rồi. Bây giờ mấy chị em kéo đi ra chợ đêm để ăn, kiếm cái gì đó ăn. Mời cả nhà cùng theo mấy chị em mình đi ăn, đi chợ đêm Phú Quốc nha. Nhà ơi, uống nước mía nè, nước mía nè, ngon chưa? Quá đã luôn. Thank you.
Tôi. Ôi trời ơi, sao bà rẻ dữ vậy? Không, cái nó sẽ trở lại bị treo. Đấy thì điều à? 82 đây mà có phải 72. Vậy bây giờ bà 70 đây. 70 đây. À dạ. Quá trẻ. Con nhìn cái mặt trẻ lắm. Con này 87. Các thành đang uống nước mía. Đem nước mía về cho mẹ. Dạ. Con làm xong hả? Vô trong kia mình ơi. Ơi 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 ơi. Muốn thái độ không? Muốn thái độ không? Được rớt cái thùng hàng đi luôn rồi. Mình không ăn hết hả? Mẹ em không uống không? Mời bác bắt tay. Uống này này, uống này. Con ly cà phê này. Mời bác bắt tay ăn. Bây giờ mình mời bác tay ăn chung mình luôn. Nam bảo cái nước gì đây? Nước mía. Nam bảo cái chỗ kia nó ăn ngon kìa. Hả? Nam nói cho bà, đó bà giới thiệu chỗ đó ăn ngon. Wow, mực nướng nè, sò đẹp nướng nè, cá nướng nè cả nhà, nhìn hấp dẫn chưa? Thơm phức luôn. Mời cả nhà nghe. Bây giờ gia đình mình sẽ kiếm cái bàn ngồi xuống và kêu đồ ăn, đói bụng rồi. Khỏi bay nghi ngút nè, thơm phức luôn. Đói quá trời đói á. Cả nhà mình kêu một con cá nướng và một nồi lẩu Thái Lan. Đây là nồi lẩu Thái Lan đang đợi cho nước lèo nó sôi rồi mình sẽ bỏ đồ biển vào, bỏ rau vào và ăn thôi. Cả nhà ơi, đói lắm rồi. Chắc ngoài ăn đâu. Nãy giờ mình đi giờ chỉ chưa được nửa đường nữa đó. Đường nửa vòng. Đúng rồi. Anh thấy vậy. Nhà tre ở Phú Quốc này cả nhà, toàn bộ bằng tre hết, không có ốc đình gì hết đâu. I'll be on some random like Facebook video. You know, just laugh because standing was like a thing. Nhà tre làm bằng tre, không đinh, không ốc, không vít. Thì cả nhà ơi, video cũng khá dài, mình xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà video kế tiếp. Xin chào, tạm biệt, bye bye.